Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi là Hùng Bines, tôi là chuyên gia về là chatbot marketing. Thì như các bạn thấy ở trên cái màn hình chúng ta đang theo dõi thì đây là những cái chiến dịch mà tôi đã triển khai, và cái tỷ lệ mở ở trên chatbot Messenger hay gọi là chatbot marketing. Đấy. Thì cái tỷ lệ mở rất là cao. Bình thường chúng ta thấy tỷ lệ mở email hiện tại nó chỉ ở khoảng 2-3% thôi, và tỷ lệ click nó còn thấp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy thì đây là tất cả những cái chương trình mà tôi đã triển khai, và tỷ lệ mở mail luôn luôn rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là phần nhiều nó nằm ở trên 80%. Đúng không ạ? Trên 80%. Và nếu như mà cái thông điệp và những cái chiến lược để các bạn gửi cho những cái chiến dịch như thế này, gửi tin nhắn đến cho khách hàng của chúng ta, thì nó sẽ dẫn đến là cái tỷ lệ chuyển đổi chuyển đổi từ khách hàng thành khách hàng tiềm năng thành khách hàng mua hàng rất là lớn. Ok, thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là điều gì. Thì trong cái khuôn khổ cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức rất là nhanh chóng để có thể set up một cái con chatbot bằng nền tảng Chatfuel, tức là nó có rất là nhiều nền tảng khác nhau. Và anh chị có thể là không dùng cái nền tảng Chatfuel cũng không sao, bởi vì bản thân tôi cũng sử dụng rất là nhiều nền tảng chat, nhiều nền tảng khác nhau ở trong nước cũng như là ở ngoài nước, và tôi biết được là cái con chatbot nào nó có thế mạnh như thế nào và nó ứng dụng được cho cái ngành hàng nào và mang lại kết quả tốt nhất. Thì vì có rất là nhiều những anh chị liên tục inbox hỏi cho tôi về cái cách thức làm thế nào để có thể tạo ra được một con chatbot ở trên nền tảng Chatfuel, thì ngày hôm nay thì ở trong cái khuôn khổ này, ở cái khuôn khổ cái video này, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách thức làm thế nào để chúng ta có thể set up một con chatbot ở trên nền tảng Chatfuel để giúp cho cái công việc kinh doanh cũng như là cái việc là chăm sóc khách hàng của anh chị nó trở nên đơn giản hơn. Và khi các anh chị chăm sóc được khách hàng tốt thì khách hàng sẽ nhớ đến cái thương hiệu, nhớ đến dịch vụ của anh chị, nhớ đến điểm bán của anh chị, và khách hàng sẽ quay trở lại mua hàng. Như chúng ta được biết rằng có một cái chi lý như thế này. Bạn bỏ chi phí ra cho một khách hàng mới, bạn bỏ chi phí để mua một khách hàng mới nó gấp 7 lần so với bạn bỏ chi phí ra để chăm sóc một khách hàng cũ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng đã mua hàng tốt thì họ có nhu cầu quay trở lại mua hàng, và đồng thời họ còn giới thiệu bạn bè của họ để mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Đây là một điều bí mật và nó sẽ giúp cho cái doanh số của bạn gia tăng. Khi doanh số của bạn gia tăng, đồng thời chi phí của bạn giảm đi, lần đến lợi nhuận của bạn được tăng lên, và nó giúp cho công việc kinh doanh của bạn bền vững hơn rất là nhiều. Và quan trọng nữa là khi bạn ứng dụng nền tảng chatbot marketing vào trong công việc kinh doanh của mình, và các chatbot marketing này có thể ứng dụng cho rất là nhiều ngành hàng khác nhau nhé, rất nhiều ngành hàng khác nhau. Nhưng ở trong khuôn khổ này thì tôi sẽ chia sẻ nó rất là tổng quát để cho mọi người có thể là áp dụng nó vào cái công việc kinh doanh của mình. Nó có thể áp dụng cho spa, nó có thể áp dụng cho salon tóc, nó có thể áp dụng cho trường mầm non, cho lĩnh vực giáo dục, vân vân và vân vân. Nó còn áp dụng cho những cái điểm bán ở offline. Ok, tôi không nói nhiều nữa. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào cái phần hướng dẫn các anh chị là set up một con chatbot trên nền tảng Chatfuel như thế nào. Ok, bước một là gì nhỉ? Bước một chúng ta sẽ vào trang 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 chủ của Chatfuel. Chúng ta sẽ đánh từ Chatfuel, ok, Chatfuel đó .com. Ok, sau đó thì chúng ta bấm Enter, sau đó thì có một cái trình duyệt được hiện ra, và chúng ta bấm vào nút là kết nối tới Facebook. Như bạn thấy rằng là ở trong cái con chat phiếu của tôi thì tôi đang cài rất 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 nhiều những cái fanpage khác nhau. Có ở đây khoảng hơn 40 cái fanpage mà tôi đã triển khai cho khách hàng của mình. Ở đây là những cái con số rất là nhỏ thôi. Đấy. Thì bây giờ thì vì đây là những cái fanpage mà tôi đã tạo ra rồi và tôi đã kết nối rồi, cho nên là bây giờ tôi sẽ tạo một cái con bot mới để kết nối với một cái fanpage mới, để các bạn chỉ cần làm theo những cái bước như thế này. Các bạn có thể xem video và làm những cái bước như thế này. Chúng ta có thể là một bên là chúng ta để điện thoại chúng ta xem, một bên là laptop hay máy tính,
Và như vậy là chúng ta vừa xem video, chúng ta vừa thao tác. Và các bạn có bất cứ câu hỏi gì, các bạn có thể là comment ở bên dưới để mình có thể hỗ trợ cho các bạn nhé. Ok. Bạn sẽ kích vào cái biểu tượng cái ô màu xanh này nhá, tức là tạo ra một cái template mới. Ở trong này nó đã có một số những cái template là người ta tạo ra ở trên này rồi, và bạn chỉ cần là copy nó về. Thế nhưng mà mình nhận thấy rằng là nó sẽ phần nhiều những cái template này, những cái mà con bot là đã tạo ra sẵn này thì nó theo ngôn ngữ của nước ngoài và nó hơi phức tạp. Có thể là các anh chị sửa nó còn khó hơn so với việc làm mới. Ok. Và nếu như bạn anh chị mua cái này, ghim này nó là 149 đô cơ. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị là tạo ra một cái con bot mới hoàn toàn là miễn phí nhé. Đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái nút blank box, chúng ta tạo một cái con bot hoàn toàn mới luôn. Ok. Đấy, như vậy là con bot mới đã được tạo ra. Và chúng ta hoàn toàn có thể kích vào cái nút ba chấm này này. Nút ba chấm này nha. Chúng ta đổi cái tên cho cái con bot này nhá. Con bot này là demo nhá. Demo. Ok. Sau đó thì ta bấm vào nút done. Sau đó thì cái việc tiếp theo là như nào, chúng ta sẽ bấm vào connect, kết nối tới cái fanpage của anh chị. Ok. Rồi. Đây nhá, thì cái fanpage nào của anh chị chưa kết nối với cả chat view thì nó sẽ tự động hiện cái ô là connect to pay, đúng không ạ? Còn nếu như cái nào mà đã connect rồi thì nó sẽ không hiện ra. Như ở đây thì tôi sẽ connect tới cái Quỳnh Quỳnh Shop chẳng hạn đi nhá. Ok. Đó. Ok. Connect tới Quỳnh Quỳnh Shop nha. Và hình như là bây giờ là for surprise, hình như bây giờ là ở chat view không còn miễn phí nữa hay sao ấy. Giờ không sao, bây giờ tôi cứ cài xem nha. Đó, như vậy là tôi đã cài thành công cái con bot này rồi, đúng không? Thì bây giờ thì để mình có thể là setup con bot này thì mình vào đâu nhỉ? Mình sẽ vào cái phần này nhá. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một lượt những cái tính năng ở trong này nhá. Ok, như vậy là mình đã cài con bot xong rồi. Và bước tiếp theo là gì nhỉ? Bước tiếp theo là mình sẽ setup những cái chiến dịch ở trong cái con bot này. Thì ở đây tôi đã có một con bot sẵn rồi. Đấy, con bot sẵn rồi nha. Thì ví dụ như ở đây tôi có con bot này, con bot cho Serena để tốc, đúng không? Thì chúng ta sẽ lần lượt là tìm hiểu về cái cách thức để chúng ta có thể là ứng dụng con bot này như thế nào nha. Bạn sẽ vào phần Automate nha, vào phần Automate này. Đó. Thì ở đây cái phần Welcome Message tức là như nào? Khi khách hàng vào cái chiến dịch này, đúng không ạ? Khách hàng vào chiến dịch này thì cái đoạn hội thoại này nó sẽ tự động là nó chat với khách hàng. Và bây giờ tôi sẽ cho bạn xem luôn nhé. Mình phải nhìn thấy thì mình mới hiểu được. Serena. Đó. Bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn thấy luôn ở trên một cái fanpage. Và fanpage này tôi sẽ xem với là tư cách là khách truy cập. Và có thể là trong cái video của tôi thì nó có những cái điều thiếu sót, và bạn hoàn toàn có thể là comment ở bên dưới để góp ý cho những cái video tiếp theo của tôi được tốt hơn. Ok rồi nha. Và bây giờ mình sẽ xóa cái phần này đi, xóa cái phần nội dung này nhá. Các bạn muốn test đấy, test cái chiến dịch chatbot của mình ấy, thì bạn vào đó, cái phần như tôi vừa vào xóa đi, xong nó bấm nút back, bấm nút qua back thì nó sẽ tự động hiện ra, nó sẽ động quay lại và nó sẽ hiện ra cái phần hội thoại. À không, nó không hiện ra. Thì bây giờ mình lại vào thế này. Ok. Sau đó thì bấm vào nút gửi tin nhắn. Nếu những cái này bạn không qua quá quan quan tâm thì bạn có thể là tua qua nhé. Ok. Và bấm nó bắt đầu. Và con bot nó sẽ tự động hoạt động nhá. Và những cái phần ngôn từ này thì là cho chúng ta tự cài đặt các bạn ạ. Chúng ta tự cài đặt nhá. Đấy. Thì mình làm trong lĩnh vực gì, đúng không ạ? Thì mình sẽ cài đặt cái nội dung cho cái lĩnh vực đấy. Và cái mục đích của cái phần là mình tạo ra cái đoạn hội thoại này để làm gì? Để chúng ta phân tích khách hàng, đúng không ạ?
để chúng ta phân tích khách hàng, để chúng ta tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Và như vậy là khi chúng ta tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng rồi, một, chúng ta sẽ điều hướng khách sang landing page hoặc điều hướng khách để lại số điện thoại để chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta tele sale, chúng ta gọi điện, hoặc khi chúng ta vào chúng ta chat thì chúng ta đã hiểu được là khách hàng đang có nhu cầu gì, đúng không ạ? Khách hàng đang có nhu cầu gì và mình cần phải làm gì cho khách hàng. Như các bạn thấy nhá, khi tôi bấm khám phá thì bắt đầu nó sẽ ra một đoạn hội thoại khác, đó là nó hỏi là mình đã sử dụng cái sản phẩm này chưa. Thì tôi nói rằng là tôi đã sử dụng rồi, tức là khi người chat sale vào trong này, người ta sẽ biết là khách hàng này đã sử dụng cái sản phẩm này rồi, và khách hàng sử dụng sản phẩm này với nhu cầu gì? Giảm cân, đúng không ạ? Ok, thì ngay lập tức nó sẽ điều hướng khách hàng là chị mua luôn nhá, để em cho chị cái giá ưu đãi đó, cho chị cái giá ưu đãi luôn nhá. Thì ok em, có mất gì đâu đó. Thế thì bây giờ nhá, bước tiếp theo này đó, thì nó nói rằng khách hàng để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại, đúng không ạ, và cái liệu trình khách hàng muốn mua, đúng không, con mẹ ở dưới đây. Hoặc là nếu cho khách hàng muốn chat trực tiếp thì khách hàng sẽ bấm vào này, tư vấn trực tiếp, đúng không ạ? Đó, thì khách hàng chỉ cần comment cái ở dưới là chị muốn mua hàng, đúng rồi đó, chị muốn mua hàng, thì ngay lập tức thì ở cái nhân viên chat sale của chúng ta sẽ vào để chốt đơn hàng này lại, đúng không ạ? Chốt đơn hàng này, và như vậy nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều, tiết kiệm rất là nhiều thời gian và công sức của các anh chị, nếu như các anh chị làm những cái kịch bản mà có thể hack não được khách hàng và có thể điều hướng được khách hàng. Tôi không muốn nói cái từ hack não khách hàng, bởi vì nó sẽ có rất là kinh nghiệm, nó rất là rộng, nhưng mà chúng ta điều hướng được khách hàng đi đến với cái nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ của anh chị, và khi họ xuất hiện nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ của anh chị thì cái khả năng bán được hàng cho họ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và một trong những cái bí mật ở đây là gì? Một trong những cái bí mật ở đây là chúng ta làm việc một cách rất là nhanh chóng và rất là tức thời, và như và cái thói quen của khách hàng mua hàng ở trên online là phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn sơ qua về cách thức để chúng ta có thể set up những chiến dịch. Tôi sẽ giới thiệu nhanh thôi, và ở những cái video khác thì tôi sẽ giới thiệu cụ thể từng cái phần một. Ok, và nếu như bạn ở Hà Nội thì bạn hoàn toàn có thể là gọi điện cho tôi, bạn có thể comment bên dưới hoặc là inbox cho tôi, hoặc bấm vào cái đường link Facebook của tôi ở bên dưới, thì chúng ta có thể là liên hệ và gặp mặt ngay tại Hà Nội. Ok, nếu như bạn ở Hà Nội thì tôi có thể hỗ trợ cho bạn trực tiếp nha, đương nhiên là sẽ mất một cái khoản phí nhỏ thôi. Bạn thấy nhá, đó sẽ đọc nha, đấy đây là cái phần nội dung nha, và ở đây cái phần ba chấm là gì nhỉ? Ở phần ba chấm này tức là mình biểu hiện là nó giống như là đang chat với họ vậy, hiện ba chấm giống như là đang chat với họ vậy, đúng không? Đấy, đấy thì đây là cái phần hội thoại nha. Thì ở đây nó sẽ tạo ra cái nút bấm đó, thì cái nút bấm ở như thế nào thì ở trong cái phần cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị thôi, để biết ở trong này nó có cái gì và chúng ta cần phải làm gì ở những cái video sau. Thì video sau tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm thế nào để có thể tạo ra được một kịch bản đó, làm thế nào để tạo ra được một kịch bản trên nền tảng Chatfuel. Ok, làm thế nào để tạo ra được kịch bản trên nền tảng Chatfuel mà một người không hiểu gì về chatbot, không hiểu gì về công nghệ cũng có thể làm được, nhưng nó sẽ ở video khác. Video này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị tổng quát để các anh chị nắm được là cái con bot này nó là cái gì và chúng ta cần phải làm gì để có thể chuyển đổi cái con bot này nó phù hợp với lại cả cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta, để giúp cho khách hàng của chúng ta có được những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn, và qua đó nó giúp cho cái lợi nhuận của anh chị nó được gia tăng. Và còn rất là nhiều con bot khác tôi sẽ giới thiệu ở những cái video sau. Ok, đó nha. Thì khi khách hàng bấm vào nút khám phá, các anh chị để ý nha, khi khách hàng bấm vào nút khám phá, đây là một cái nút bấm khám phá, thì nó sẽ ra cái phần là nhóm khách hàng, hỏi phân loại, đúng không? Hỏi phân loại nó ở đâu? Đấy, chúng ta sẽ tìm cái phần hỏi phân loại, đúng không? Block. Hỏi phân loại à? Đây, hỏi phân loại, đúng không? Hỏi phân loại nó sẽ ở nhóm khách hàng. Đấy, anh chị thấy không? Tôi sẽ điều hướng cái này nó vào cái này. Đó,
và cái đoạn hội thoại nó sẽ mở ra, đúng không ạ? Và khi đoạn hội thoại nó mở ra thì nó sẽ ra cả hai cái nút bấm này. Các anh thì chị thấy nút bấm lúc trước đúng không? Thì ví dụ như là khách hàng đã sử dụng thì tôi sẽ điều hướng họ sang một cái kịch bản là đã sử dụng, đúng không? Thì đã sử dụng nữa này thì nó sẽ điều hướng ra như này, là khách hàng đã sử dụng dịch vụ gì của bên mình rồi. Thì khách hàng ví dụ bấm giảm cân thì nó sẽ ra giảm cân đã sử dụng, giảm cân đã sử dụng đây, giảm cân đã sử dụng, chứ nó sẽ nhảy ra kịch bản này. Ok, nhảy ra kịch bản này đúng không? Thì đây phần ngôn từ mình có thể thay đổi thôi, đúng không? Đó, và đây là phần nút bấm tiếp theo. Đó, thì ở video sau nhá, tôi nói lại là ở video tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách chi tiết và có rất là nhiều những tính năng khác ở trong đây nhá. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Đó, thì các bạn hiểu sơ qua thì nó có như nào? Nó có cái phần là text, cái phần văn bản ở trên này, đó, và cái phần là nút bấm. Ngoài ra nó còn có phần là hình ảnh này. Đó, anh chị hoàn toàn có thể là kéo cái hình lên, được chưa? Đấy, kích vào đây kéo lên. Đó. Anh chị hoàn toàn có thể tạo ra cái một cái bộ sưu tập. Đó, một bộ sưu tập luôn nhá. Đó, mình chọn xem là hình dài hay là hình ngắn. Công cụ này nó rất là thông minh các anh chị ạ. Cụ này thông minh lắm. Thì trong quá trình làm việc thì anh chị sẽ tìm hiểu là nó thông minh như thế nào, nó phù hợp như thế nào. Đấy, giả sử thế nhá. Tương tự như bên này cũng thế. Ok, chúng ta sẽ tải lên những cái hình khác nhau, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đó, đẹp chưa anh chị? Còn rất là nhiều những cái tính năng khác nha. Đó, thì ở những video sau thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị, hoặc các anh chị hoàn toàn có thể tìm những cái video khác, rất là nhiều người khác đã chia sẻ ở trên online rồi. Nhưng mà cái nội dung hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tổng quát cho anh chị biết là ở trong này nó có cái gì và chúng ta cần phải làm gì. Ok. Đó. Ok. Và rất là quan trọng ở đây nó còn có cái, cả cái phần là chúng ta có thể thấy là phần này là phần tôi đặt tên của nó là chăm sóc khách hàng. Squeeze page nhá. Là như thế nào? Ví dụ nha. Ví dụ một khách hàng mà đã vào đây mua hàng của tôi rồi. Đấy, họ khi họ kích vào cái blog này của tôi, đúng không? Thì ngay lập tức họ sẽ được join vào một cái sequence, được subscribe vào một cái subscriber vào một cái sequence. Và cái sequence này là tôi đã lập ra những cái ngày khác nhau, lập ra những cái ngày khác nhau để tôi gửi thông tin cho họ, để tôi gửi thông tin cho họ. Và nó sẽ tự động làm việc. Tôi có thể lập trình ra hàng năm, cả năm trời luôn, và nó sẽ tự động làm việc, tự động làm việc. Ok. Và tùy thuộc vào cái ngành hàng của anh chị như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản phù hợp với cả cái sản phẩm dịch vụ của anh chị. Và nếu như các anh chị cần một người tư vấn về cách thức làm thế nào để chúng ta có được một chiến dịch chăm sóc khách hàng hiệu quả và tăng tỷ lệ chuyển đổi thì các anh chị hoàn toàn có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại là 0949 931 431. Hoặc các anh chị có thể là bấm vào cái đường link Facebook của chúng tôi ở của tôi ở bên dưới, hoặc là comment ở bên dưới cái video này thì tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị rất là nhanh chóng. Ok. Đó, thì về cơ bản thì tôi đã giới thiệu cho anh chị xong cái phần là automate rồi, là tạo ra những cái kịch bản, đúng không? Kịch bản cho chatbot. Thì đến cái phần live chat này là gì? Live chat nó sẽ hiển thị là ở những cái đoạn hội thoại ở đây anh chị ạ, những đoạn hội thoại nó sẽ hiển thị ở đây. Và cái phần setup AI này như nào, đây là một trong những cái phần rất là hay. Đó, rất là hay. Nhưng anh chị thấy nhá, ở đây tôi tự lập trình là như nào. Khi người ta gõ cái chữ Serena hoặc chấm hoặc tư vấn thì đồng thời cái chiến dịch của tôi nó sẽ tự động chạy. Ok. Một chiến dịch tới welcome message nó tự động chạy. Bây giờ tôi sẽ demo cho anh chị xem nhá. Tôi chấm một cái. Chuyện xảy ra. Ok. Và con bot nó tự động hoạt động. Anh chị ạ, rất là tuyệt vời luôn. Và khi anh chị đã huấn luyện con bot này càng lâu, các anh chị càng nhớ ra những kịch bản hay thì nó càng mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Và khi tác động vào cảm xúc của khách hàng một cách nhanh chóng và nó cá nhân hóa thì cái tỷ lệ mua hàng nó sẽ rất là cao. Đó, thì tôi chấm một phát nó sẽ ra cái kịch bản này luôn. Nào, tôi sẽ sử dụng cái Selena, đúng không? Thì nó sẽ ra gì? Đó, các anh chị thấy không? Kịch bản nó tự động chạy các anh chị nhá. Đó, tuyệt vời không ạ? Đấy. Ok. Các anh chị tự nghĩ ra những cái phần từ khóa để các anh chị set up cho cái chiến dịch của anh chị nha. Nếu có khó khăn gì các anh chị có thể hỏi tôi. Ok.
Và đây chúng ta có thể setup rất là nhiều những cái ngôn từ khác nhau để chúng ta gắn đến những cái block. Chúng ta có thể gắn những cái này, những cái kịch bản mà chúng ta đã tạo ra từ trước, hoặc chúng ta có thể là text trực tiếp luôn, tức là viết chữ trực tiếp luôn. Đó, tức là khi ví dụ như là em yêu, đúng không? Em yêu thì mình sẽ hỏi là yêu ai? Ok. Đó, tôi setup cho anh chị nha. Em yêu, test luôn này, em yêu, yêu ai? Ok, các anh chị có hiểu không ạ? Cái cơ chế làm việc của nó sẽ là nếu cho nó nói một câu hỏi này thì nó sẽ trả lại cho bạn một kết quả. Nếu thì, nếu cho, nếu điều này xảy ra thì nó sẽ có một kết quả khác trả lại cho cái điều đấy. Ok, rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì đây là cái phần setup AI. Và khi các anh chị đào tạo cho cái con cái phần này nó đủ thông minh ấy, thì bất cứ câu hỏi nào của khách hàng khi comment vào khi inbox thì nó sẽ tự động cho khách hàng một cái câu trả lời. Ok, và trong đó thì mình sẽ điều hướng khách hàng nhé. Và đây là cái phần là people. Như ở trong con bot này thì đã có 41 người tham gia rồi, và tí nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thức làm thế nào để chúng ta có thể kết nối lại với 41 người này một cách là hoàn toàn miễn phí. Các anh chị có thích thú cái điều này không ạ? Các anh chị có cảm thấy là thú vị với cái điều này không ạ? Rồi, đợi tôi một chút. Thì tôi ở trong cái phần khác thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị chuyên sâu hơn. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ trước khi giới thiệu cái phần broadcast, cái phần broadcast này, cái phần vô cùng quan trọng, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị sau cùng. Ok, về sau cùng nhé. Nó dành cho ở cuối cái video này. Đây là một trong những cái tính năng vô cùng tuyệt vời. Các anh chị có thể là gửi tin nhắn cho khách hàng 10.000 khách hàng bằng một cái click chuột thôi. Hoặc các anh chị có thể là hẹn lịch để có thể gửi gửi cái thông tin đấy cho khách hàng hoàn toàn tự động. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ chuyển xuống cái phần này luôn. Grow. Và đây là một cái phần rất quan trọng. Ở đây tôi đã set sẵn rồi này. Ở đây là như nào? Với bất cứ một cái comment nào thì tôi đều cho ra một cái câu trả lời là như thế này. Và bây giờ tôi sẽ cho các anh chị trải nghiệm nhá. Tôi sẽ cho các anh chị trải nghiệm tận mục sở thị luôn, tức là mình phải nhìn thấy thì mình mới tin được. Nào, chấm phát nào. Đó. Chấm phát thì nó sẽ làm gì? Có lẽ tôi phải xóa cái này đi. Đó. Tôi phải xóa cái này đi. Xong rồi tôi xem lại nhá. Tôi phải để với cái chế độ của tôi cơ. Đây tôi đang để chế độ ấy rồi. Không phải chế độ ấy rồi, cá nhân rồi. Tôi phải thích nó với lại cái tư cách là trang của bạn. Tôi có rất là nhiều fanpage anh chị. Tôi có rất là nhiều fanpage. Và bây giờ tôi phải chọn sang cái cá nhân của tôi cơ. Thì tôi mới có thể comment được. Thế bây giờ để nhanh nhá thì bây giờ tôi sẽ mở ra một cái Facebook mới. Okay. Và tôi sẽ comment ở cái Facebook đấy và anh chị sẽ cảm nhận được cái điều tuyệt vời nó sẽ xảy ra. Và nó sẽ giúp cho anh chị là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc và các anh chị có thời gian ở bên gia đình của mình, bên người mình thân yêu nhất. Ok. Nó vừa tiết kiệm chi phí mà nó vừa gia tăng. Nha. Selena để tóc không ạ? Selena để tóc. Đấy. Thì mình không phải là quản trị viên của cái trang đấy thì nó mới có thể. Đấy.
Tôi đã lập trình cho nó rồi, là 100% là cứ khách hàng đấy. À, để tôi chấm một phát này. Đấy, tôi chấm một phát này thì nó sẽ làm gì nào? Đấy, anh chị thấy không? Thấy chưa? Anh chị thấy chưa? Thôi, để khách quan, tôi sẽ xóa cái này đi nhá. Tôi sẽ xóa cái phần hội thoại này đi. Sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng mà thà mất thời gian thì chúng ta hiểu được cái tư duy để chúng ta tạo ra một con chatbot, còn hơn là chúng ta nhận rất là nhiều kiến thức nhưng mà chúng ta không áp dụng được. Tôi chấm một fan nha. Tôi chấm lên chỗ khác đi. Đấy, các anh chị thấy không? Các anh chị thấy không? Nó sẽ tự động. Các anh chị, đây là một cái bí mật nha. Đây là một cái bí mật. Và các anh chị làm gì nhỉ? Các chị hoàn toàn có thể quảng cáo Facebook, và chỉ cần khách hàng chỉ cần có một cái tương tác rất là nhỏ thôi, chấm ở bên dưới, ngay lập tức con chatbot nó sẽ hoạt động và nó sẽ tự động inbox cho khách hàng của anh chị. Ok, và mình hoàn toàn biết được khách hàng để đến từ chiến dịch gì, và mình nói rằng là anh chị hãy để lại số điện thoại đúng không, muốn tư vấn đúng không, anh chị vui lòng để lại số điện thoại, chuyên gia của chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn miễn phí sớm nhất có thể và nhận ưu đãi bất ngờ từ Serena Thái Nguyên. Ok, 0949 931431. Ok, tôi để lại số điện thoại đây. Hãy gọi điện cho tôi đi, hãy gọi điện và bán hàng cho tôi đi nhá. Hãy gọi điện và bán hàng cho tôi đi. Đấy, vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy. Nha. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đấy. Nếu mà anh chị thấy tuyệt vời thì hãy bấm like, đồng thời là subscribe cái kênh YouTube của tôi nhá. À, để tôi có thêm động lực để cái video sau tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị là cách thức làm sao để chúng ta có thể là từng bước một để set up một con chatbot để phục vụ cho công việc kinh doanh của anh chị. À. Và tôi sẽ ở trong cái phần này tôi sẽ giới thiệu nhanh thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần rất là quan trọng, đó là như là phần broadcast ở đây nha, broadcast đúng không? Ở đây có các cái chương trình này. Thì trước khi bạn gửi được cái tin nhắn này thì bạn phải có một cái phần là xin quyền Facebook là được phép cài cái con chatbot này vào phục vụ cho cái mục đích kinh doanh. Ok. Thì khi chatbot phê duyệt, ở khi Facebook phê duyệt thì con chatbot của bạn nó mới hoạt động một cách là chính thống và đồng thời là không bị những cái luật của Facebook nó làm cho hạn chế cái tính năng, hoặc có thể dẫn đến khóa pay. Ok. Thì mình sẽ chọn những mình sẽ không chọn cái này nhá. Mình sẽ không chọn cái phần đầu tiên là update. Cái này dành cho những cái người mà họ vừa mới inbox vào trong cái fanpage trong vòng 24 giờ. Và như vậy là ở trong cái phần này nó sẽ có những cái ngôn từ mang tính chất bán hàng hay là thông tin giảm giá, đúng không ạ? Còn những cái phần này thì chúng ta hạn chế và không nói liên quan đến giá, liên quan đến giá bán. Ok. Để tránh cái việc là Facebook khóa cái tài khoản của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được cái cách chơi của Facebook như nào. Ok. Để tránh được cái những cái điều mà mình không mong muốn nó sẽ ra. Và điều tồi tệ nhất đó là khóa cái pay của chúng ta. Next nhá. Ok. Vào đây nhá. Ở trong này á, ở trong này tôi sẽ tạo ra, ở trong này nó có rất nhiều cái trường các anh chị ạ. Đấy nhá, mỗi cái trường này. Và anh chị ở những cái video sau tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị tạo ra những cái trường để chúng ta có thể là biết được là khách hàng nó mua hàng hay khách hàng chưa mua hàng, đúng không ạ? Và đây có một khách hàng này, một khách hàng là đã đi vào những cái chiến dịch cụ thể của tôi rồi này. Đó. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ gửi cho tất cả những người mà đã vào cái chiến dịch này. Đây. Gửi cho tất cả những người đã vào chiến dịch này. Đó. Mình sẽ chọn cái phần này. 41 người, mình sẽ gửi tin nhắn cho 41 người.
Ok. Ví dụ cái chiến dịch này tôi chỉ muốn gửi đến đối tượng là con gái thôi. Female. Female là con gái đúng không? Đấy, female. Tôi sẽ gửi đến đối tượng con gái. Ở đây nó đo được là 30 người. 30 người thưa anh chị. Và bây giờ tôi bắt đầu soạn cho cái chiến dịch. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. HD đang xem phim về nhà đi con. Tôi sẽ gọi gọi tên người ta ra luôn. Có xem phim này không? Hay lắm. Cho cái chị Bảo Thanh, cho bạn Bảo Thanh là Bảo Thanh về nhà đi con. Đây là một cái phần demo và tôi chia sẻ cho các bạn. Đây chỉ là một cái phần demo mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thôi nhé. Cái này rất là cảm xúc. Đây chỉ là cái phần demo thôi anh chị nhé. Vì mục đích của mình là cái này là cái gì? Mình hâm nóng lại mối quan hệ với khách hàng, đúng không ạ? Mình hâm nóng vào mối quan hệ với khách hàng. Và cái những cái thứ mình chia sẻ với khách hàng không không phải là cứ tập trung vào bán hàng, đúng không ạ? Mình có nhiều cái thứ để mình chia sẻ với khách hàng mà. Một trong những cái đấy là cái đam mê và cái sở thích của mình, được chưa? Đấy. Và tôi gửi luôn này. Tôi send luôn này. Send luôn này cho anh chị xem nha. Đó. Và nó bảo trong chờ trong vòng 30 giây. Đúng không ạ? Chờ trong vòng 30 giây thì cái chiến dịch này nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ chạy. Đúng không ạ? Tôi đã nhận được tin nhắn rồi đấy, tôi đã nghe đến tinh tinh đó. Ok. Ồ, mình cũng xem hay thật. Ok, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Ngay lập tức mình có thể chat được với khách hàng rồi, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn đó, rất là tuyệt vời. Và ngay lập tức chỉ cần một bấm như thế thôi, bạn có thể gửi tới 10.000 khách hàng, 10.000 khách hàng trong cái database của bạn. Và khi bạn có 10.000 khách hàng rồi thì money is the lead, tiền ở trong danh sách, và nó sẽ giúp cho bạn tạo ra những cái điều vô cùng tuyệt vời. Nếu ở trong những cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những cái công cụ ở kế tiếp đây nhá. Ok, thì hôm nay tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ qua cho bạn ở một cái phần rất là nhỏ ở trong cái con chatbot này. Và tôi biết nó sẽ rất là khó, rất là khó nếu như bạn lần đầu tiên tiếp xúc với chatbot. Thế nhưng mà tôi cũng giống bạn thôi, trước đây thì tôi cũng không hiểu gì cả. Nhưng mà tôi mày mò thì bây giờ tất cả những các loại chatbot khác nhau, rất nhiều các loại chatbot ở tại Việt Nam hoặc ở trên thế giới tôi đều có thể sử dụng được, và thực sự tôi sử dụng rất là thành thạo. Và nếu như bạn cũng mong muốn có thể tạo ra được một con chatbot, đúng không ạ? Mong muốn tạo được một con chatbot thì các bạn bạn hoàn toàn có thể là liên lạc với tôi, thì tôi sẽ cùng với bạn chúng ta để có cùng nhau lên một cái chiến lược để có thể xây dựng một cái con chatbot hiệu quả cho cái công việc kinh doanh của anh chị. Rất là cảm ơn các anh chị đã xem cái video của tôi. Và nếu như các anh chị thấy video này nó thú vị, nó hữu ích, các anh chị có thể là chia sẻ nó, like, subscribe cái kênh YouTube của tôi, để tôi có thêm nhiều động lực để chia sẻ những cái video tiếp theo, những video giá trị khác đến cho các anh chị, và giúp cho các anh cái công việc của các anh chị thuận lợi hơn, cũng như là các anh chị có thêm nhiều khách hàng hơn. Đồng thời nó sẽ giúp cho anh chị là gia tăng các doanh số và cái công việc kinh doanh của anh chị phát triển một cách là bền vững hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video tiếp theo. Tôi Hùng, chuyên gia về chatbot marketing.